Thầy cùng Tolia tiếp tục bước sang bài tiếp theo của chương trình vật lý lớp 10 chương số 5 chất khí. Bài ngày nay chúng ta nghiên cứu chính là bài quá trình đẳng nhiệt định luật Boulle-Marios. Đúng không nhỉ? Giống như tất cả các bài trước thôi, chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay vào phần một lớn lý thuyết. Trước tiên chúng ta sẽ đi làm các thí nghiệm nhỏ cũng như là phân tích các kết luận để chỉ ra tại sao đề bài này có tên là quá trình đẳng nhiệt. Đẳng là gì? Nhiệt là gì? Tại sao gọi là cả quá trình? Được không ạ? Đó, chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Với phần 1, trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái. Đây, chúng ta nhìn xem, ấy, ban đầu thì có cái bình này. Ở dưới này có một cái piston, trong này có khí được không ạ? Nó giữ cho cái piston này không xuống. Bắt đầu thầy đặt quả cân lên. Rồi lấy dần, lấy dần, lấy dần, lấy dần, lấy dần. Đúng chưa? Từ đây thầy đưa ra kết luận là gì? Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số. Thứ nhất, ta nhìn này. Ban đầu nó có một cái thể tích. Đúng chưa? Thể tích thì đương nhiên phải có nhiệt độ và áp suất rồi. Đó, được chưa? Có cân lên giảm thể tích, nhiệt độ áp suất cũng sẽ thay đổi. Đó, nhá. Nhất là gì? Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số cụ thể, đó là thể tích V, áp suất P và nhiệt độ tuyệt đối T, T lớn. Được chưa? Thứ hai, lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái. Đây, ví dụ như hình vẽ này thì đã thay đổi về thể tích rồi. Nhiệt độ áp suất cũng có thể thay đổi rồi, đúng chưa? Đấy, nhớ nhá. Thứ ba, cần nhớ được những quá trình ở đây chúng ta có ba cái đại lượng, ba thông số, đó là thể tích, là áp suất, là nhiệt độ tuyệt đối. Bây giờ trong tất cả các quá trình mà chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không biến đổi, người ta gọi là đẳng quá trình. Đẳng quá trình, vậy thì quá trình đẳng nhiệt em hiểu chính là thằng nhiệt độ sẽ không thay đổi, nhiệt độ tuyệt đối T sẽ không thay đổi, chỉ có P và V thay đổi. Ok chưa? Nhớ nhá, quá trình đẳng nhiệt. Yeah, đẳng quá trình. Đẳng nhiệt là nhiệt độ không thay đổi. Đó, hiểu chưa? Rồi, chúng ta sang mục 2, quá trình đẳng nhiệt. Ta ghi nhìn đến nội dung thầy ạ. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt. Thầy nói rồi mà, đúng chưa? Rồi, chúng ta sang mục 3 nhỏ. Định luật Boulle-Marios. Ông Boulle-Marios này đã đưa ra định luật để xác định xem là trong quá trình đẳng nhiệt của một chất khí, khi biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác thì cái mối quan hệ của hai đại lượng còn lại, đó là áp suất và thể tích, có phụ thuộc với nhau ra làm sao, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn đây, có một thí nghiệm nhá. Ở đây thầy có một bình, thầy có một bình được không nhỉ? Phần dưới là nước, phần dưới là nước, phần phía trên của bình A này là các chất khí. Đo được độ cao của nước là từ 2 cho đến 5, độ cao của khí là từ 5 cho đến 9. Ở đây thầy có đo đồng hồ, đo áp suất của cái lượng không?